Cô Hậu xin chào tất cả các em. Hôm nay thì cô Hậu sẽ làm cái clip này để hỗ trợ cho các em làm hai cái đoạn toán mới trong cái phần sắt. Cô cũng nói luôn thì trong cái phần mà sau khi em học xong bài sắt và hợp chất của sắt đúng không? Thì sẽ có rất là nhiều bài tập liên quan tới sắt và có vô vàn những cái kiểu, và chắc chắn là trong cái bài thi cuối năm của các em cũng có phần sắt. Thì những bài còn lại của có dính tới sắt á thì hầu như chúng ta đã tìm hiểu ở phần đại cương, cho nên là cô không có nhắc. Cô chỉ dặn là đây là hai cái dạng mới mà chúng ta hay sử dụng ở trong cái phần sắt, cho nên là clip của cô chỉ có hai phần thôi nha. Như vậy phần đầu tiên đó là xác định cái cách thức để mà xác định công thức oxit sắt. Thì các em biết rằng là như thế nào? Các em biết rằng oxit sắt công thức là FeSOe đúng không? Thì cái cách xác định á thì em sẽ lập cho cô tỷ lệ x trên y cho cô ha. Mà x là gì? X là số mol của sắt, y là số mol của oxy. Khi mà em lập ra được tỷ lệ này rồi, nếu tỷ lệ này mà bằng 1 hoặc là bằng 2/3 hoặc bằng 3/4. Nếu bằng 1 thì nó sẽ là FeO nha, bằng 2/3 là Fe2O3, còn 3/4 là Fe3O4. Đó là cái định hướng của chúng ta khi làm bài tập dạng này. Thì bây giờ cô sẽ có khoảng 3-4 ví dụ cho các em làm rõ ha. Ví dụ 1, oxit sắt A có phần trăm khối lượng về sắt là từng này, hãy tìm công thức của oxit sắt. Thì đầu tiên cô cũng ghi oxit sắt là FeSOe, được chưa? Rồi phần trăm khối lượng của sắt nè, phần trăm khối lượng của sắt thì bằng khối lượng của sắt là 56x chia khối lượng nguyên cái cục này ha, nguyên cái oxit là 56x cộng 16y nhân 100% bằng 70%. Rồi bây giờ cô sẽ rút gọn cái biểu thức này. Dấu 100% cô đơn giản, 70 chia 100 là 0,7. Như vậy cô có 56x bằng 0,7 nhân cho 56x cộng 16y tương đương. Rồi cái này cô bấm máy chút xíu nha. 5,56 nè trừ cho 0,7 nhân 56, 16,8x bằng 0,7 nhân cho 16, 11,2y. Vậy cô lập tỷ lệ x trên y bằng, hiện nay mình nhân chéo thôi, x là 16,8, vậy 16,8 nằm ở phía dưới, 11,2 ở phía trên, rồi chia cho 16,8 là bằng 0,666 ha, tức là về phân số là bằng 2/3. Vậy cô kết luận công thức oxit sắt của cô là A là Fe2O3. Như vậy mà bài này cũng khá là đơn giản thôi các em ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua ví dụ số 2. Ví dụ số 2 là gì? Đốt cháy hoàn toàn từng này gam sắt ha. Vậy đầu tiên vô em đi tính số mol sắt nè. Trong khí oxy cần vừa đủ 4,48 tích khí oxy. Vậy cô tính ra số mol oxy. Rồi, tạo thành một oxit sắt B, hãy đi tìm công thức B 16,8 này 0,3 mol hay là 0,2 mol. Rồi ở đây thì cô dừng lại, cô nói cho các em một chút xíu. Thì có nhiều bạn nói với cô là cô khi mà đốt sắt trong oxy thì sẽ ra oxit sắt từ, thì cần gì phải tính nữa. Thì cô lưu ý với các em như thế này, ví dụ như là em để sắt tác dụng với để trong không khí bình thường đó ha. Ngoài cái chuyện mà hiện tượng ăn mòn điện hóa thì nếu như có sự kết hợp á, thì nó sẽ đốt sắt trong oxy thì
nó sẽ tạo ra oxit sắt từ là một cái hỗn hợp gồm FeO và Fe2O3. Nhưng mà giả sử có những cái trường hợp mà oxy quá dư giả đi ha, oxy quá dư giả đi thì nó sẽ đưa lên tới sắt 3 luôn nha. Đó, cho nên là mình cũng vẫn phải đi xác định công thức oxit sắt trong trường hợp này. Còn trong những cái câu lý thuyết thì sắt tác dụng với oxy thì ra oxit gì thì các em cứ chọn là oxit sắt từ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ, đây có số mol sắt rồi ha. Này mình phải suy ra số mol O các em. Đó. Số mol O sẽ bằng 0,2 nhân cho 2 là bằng 0,4 mol. Rồi. Công thức của con B là FeSOE, và bây giờ em chỉ việc là tỷ lệ là số mol sắt trên số mol oxy thôi. Sắt là x nè. Trên y bằng 0,3 trên 0,4. Thì cái bài này ra quá là đơn giản đúng không? Fe3O4. Rồi, vậy suy ra B là, như vậy tỷ lệ là 3 trên 4. Vậy công thức oxit sắt của chúng ta sẽ là Fe3O4. Đó, nói chung là những cái bài đầu tiên thì nó khá là đơn giản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua ví dụ số 3. Đó là X là một ô oxit sắt, biết 16 gam X tác dụng với vừa đủ luôn ha. Thì từ đó HCl tìm công thức. Thì để làm được bài này thì cô sẽ nhắc lại kiến thức cho các em ở phần đại cương cô đã dạy như thế nào. Thì khi một oxit kim loại cộng với lại là axit, dung dịch axit, thì có phải lúc nào nó cũng ra muối cộng với nước đúng không? Như vậy thì bài này chúng ta sẽ quy về nè. Oxit kim loại mình quy về là oxy 2 trừ. Axit là mình quy về H cộng thì sẽ tạo ra nước. Thì tất cả những cái bạn nào mà học ở phần đại cương thì đều biết phương trình này đúng không? Như vậy là cái hướng của mình sẽ đi như thế nào? Mục tiêu đi xác định công thức oxit sắt thì em phải đi tính số mol sắt và số mol oxy. Số mol oxy thì ở đây đúng không? Số mol O thì quá là đơn giản đúng không? Mình sẽ từ H cộng mình suy ra và sau đó mình tính thêm cái số mol sắt nữa là xong. Như vậy thì trong trường hợp này axit là HCl nè. 0,3 nhân với 2 là 0,6 mol. Như vậy H cộng là 0,6. Vậy oxy sẽ là 0,3 mol. Được chưa? Là xong cái ý đầu tiên. Rồi bây giờ mình sẽ đi tính số mol sắt nè. Thì các em thấy rằng là gì? 16 gam X là 16 gam oxit sắt, là gồm có sắt với lại là oxy, đúng không? Vậy thì cô sẽ lấy 16, cô trừ đi MOC. Cô ghi rõ nè, MOC. Rồi sau đó cô chia cho 56. Em hiểu ý này không? Lấy 16 trừ cho M của nguyên tố oxy là ra được M của sắt, rồi chia cho 56 nha. Rồi mình có 16 trừ 0,3 nhân 16 rồi tất cả chia 56. Rồi cô bấm máy chỗ này chút. Bằng 0,2 các em. Vậy là ra được số mol sắt rồi đúng không? Có số mol oxy rồi. Như vậy ta có là FeSOE tỷ lệ X trên Y bằng số mol sắt là 0,2. Số mol oxy là 0,3. Vậy là 2/3. Vậy công thức oxit sắt của cô trong ví dụ 3 là Fe2O3. Cũng khá là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua ví dụ cuối cùng của cái phần dạng xác định công thức oxit sắt ha. Khử hoàn toàn 11,6 gam oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Rồi khí sinh ra khí CO2 cho vào nước vô trong dư nha các em nha. Đó thì theo được 20 gam kết tủa tìm công thức oxit sắt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết bài này. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Oxit cộng với lại CO thì ra rắn cộng CO2 ha. Thì ở đây khi mà ở trên lớp thì cô cũng đã hướng dẫn cho các bạn là gì? Khi mà oxit cộng CO ra rắn cộng CO2 thì về bản chất là oxy ở trong oxit sẽ kết hợp với lại là CO
để tạo thành CO2. Thì cái này ai cũng biết ha, ở phần đại cương nói rồi. Sau đó là gì? Cho CO2 vào trong nước vôi trong dư thì thu được kết tủa là CaCO3. Và số mol kết tủa là 20 chia 100 bằng 0,2. Và đó chính là bằng số mol CO2 luôn. Tại vì trường hợp 3 giờ dư thì số mol kết tủa luôn luôn bằng số mol CO2 nhá. Rồi như vậy ta có là 0,2 nè. Vậy là vô tình chúng ta đã tính ra được số mol O, số mol O ở trong oxit. Rồi bây giờ nhiệm vụ là mình chỉ tính thêm cái số mol sắt thôi. Tương tự ta sẽ lấy 11,6 trừ khối lượng oxy rồi chia cho 56 bằng 11,6 trừ đáp án là 0,15. Vậy giờ mình sẽ tính tỷ lệ x trên y nha các em. X là gì? X là số mol sắt là 0,15, O là 0,2, vậy bằng 3/4. Vậy đáp án của chúng ta công thức là Fe3O4. Được chưa? Rất là đơn giản thôi. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em dạng toán thứ hai, dạng toán mới ở trong cái phần nguyên tố sắt mà chúng ta hay sử dụng. Còn cái phần đại cương thì chúng ta cũng ít sử dụng ha. Dạng 2 là bảo toàn nguyên tố sắt. Thì cô sẽ phân tích cái bài này cho các em coi ha. Bài này thấy dài như vậy nhưng mà chúng ta chỉ làm cỡ khoảng 30 giây là nó ra thôi. Rồi bây giờ ta có là gì? Hòa tan hỗn hợp gồm từng này gam sắt nè, từng này gam FeO, từng này gam Fe3O4 và từng này Fe2O3 bằng HCl dư. Thì dung dịch thu được là sẽ gồm dung dịch sắt 3 và sắt 2, đúng không? Cho vào dung dịch A là dung dịch NaOH dư thì em sẽ thu được kết tủa là gì? Cô phân tích chút xíu cho các em. Dung dịch A là gồm có muối sắt 2 và muối sắt 3. Được chưa? Cho vào kiềm dư thì thu được kết tủa. Kết tủa này sẽ là FeOH 2 lần. FeOH 3 lần. Nhưng nung kết tủa trong không khí thì cái FeOH 2 lần này sẽ chuyển thành FeOH 3 lần. Về các phương trình thì các em sẽ lấy ở trong bài sắt ra để ôn lại dùm cô nhé. Cô chỉ nói về cái chốt sản phẩm cuối cùng thôi. Rồi bây giờ kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi, nung nha các bạn, nung. Bây giờ nung cái này lên thì chất rắn này sẽ là gì? Có phải là Fe2O3? Và người ta hỏi có khối lượng là bao nhiêu thì cô đặt là x mol. Vậy thôi ha. Bài ý là như vậy. Vậy thì bây giờ bảo toàn nguyên tố sắt có nghĩa là làm sao các em? Có nghĩa là tổng số mol sắt ban đầu, đúng không? Thì sẽ bằng số mol sắt về sau. Vậy thôi. Vậy giờ cô sẽ thống kê lại cho các bạn coi. Ban đầu thì mình có là gì? Sắt 5,6 là 0,1 mol. FeO này là cô cho số đẹp rồi. 7,2 chia 7,2 là 0,1 mol luôn. 23,2 chia cho 232 cũng là 0,1 mol luôn. Và cuối cùng Fe2O3 m lớn là 160, 16 chia 160 cũng là 0,1 mol luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ có bốn cái chất như thế này, nhưng mà sau khi chu du rất là nhiều phản ứng, đúng không, thì cuối cùng sắt nó dồn về đây Fe2O3 mình đặt là x mol. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm con x và ra được khối lượng thôi. Như vậy ở đây cô sẽ xài bảo toàn nguyên tố sắt nè. Số mol sắt ban đầu sẽ bằng 0,1 x 1, 0,1 x 1, 0,1 x 3 và 0,1 x 2. Được chưa các em? Rồi, bảo toàn sắt. Ta có 0,1, 0,1, 0,1 x 3,
0,1 nhân 2 bằng x nhân 2. Vậy cô sẽ suy ra được giá trị x và cô suy ra được khối lượng chất rắn Fe2O3. Rồi các bạn tính 0,2 nè. Biết 0,2 là 0,4, 0,7 là 0,35. Đúng không? Vậy mình có là 0,35 nhân 160. Đúng không ta? Đáp án là 56g. Thôi, như vậy thì các em thấy rằng là bài tuy nó dài như vậy nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng bảo toàn nguyên tố sắt thì chúng ta sẽ giải quyết bài toán rất là ngắn gọn và không phải viết nhiều phương trình ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua ví dụ số 2. Thì ở cái ví dụ số 2 này cô nó không có làm rõ về cái bảo toàn nguyên tố sắt giống như là ở ví dụ 1, nhưng mà có nhiều cái thông điệp cô muốn gửi lại cho các em ở cái ví dụ 2 này ha. Thì cái ví dụ 2 này là một trong những cái câu mà đã từng ra thi đại học rồi. Rồi bây giờ chúng ta có gì? 9,12 gram hỗn hợp gồm 3 oxit này. Thì cái điều mà cô mong muốn truyền tải đến với các em ở chỗ này nè. Khi mà đề bài nó cho 3 oxit như vậy á, thì các em được quyền chỉ thu gọn lại là gồm có 2 oxit thôi. Là vì sao? Cái Fe34 này bản chất nó là một FeO và một Fe2O3 đúng không? Vậy giờ chúng ta bỏ đi. Và chúng ta sẽ coi là cái hỗn hợp này là một hỗn hợp gồm FeO và Fe2O3 thôi. Và cô sẽ đặt đây là X mol. Và đây là Y mol. Nha, cô nói rồi nha, cái này cũng chính là hai chất này thôi. Đó, cho nên bây giờ em bỏ này đi và em quy về hai chất. Đó là cái ý đầu tiên của cô ha. Rồi bây giờ thì về viết phương trình đó, thì các bạn có thể viết phương trình rồi đặt số mol XY vô. Còn cô thì theo cái bảo toàn nguyên tố sắt thì cô sẽ lập được phương trình luôn. Thì mình làm sẽ rất là nhanh ha. Bây giờ cô giải. Bây giờ đề nó hỏi muối sắt 3 thì nói chung mình tìm ra được con Y là mình sẽ tìm ra được cái M gam Fe3 ha. Rồi bây giờ cô có phương trình thứ nhất là FeO là 72X, Fe2O3 là 160Y bằng 9,12 là một phương trình. Phương trình thứ hai là gì? Số mol này các em là FeCl2 nha. Số mol FeCl2 là nhiêu? 7,62 chia FeCl2 là 127 ha. 71 cộng cho 56, 127 chia ra 0,06 mol. Thì đây là cái số mol, em nhớ là số mol FeCl2 dùm cô nha. Hay nói cách khác là số mol của sắt 2 cộng, đúng không? Mà số mol sắt 2 cộng, đây cũng là 2 cộng nè. Ban đầu của mình là X. Vậy cô có X bằng. Còn có em viết phương trình ra ha, FeO là X mol. Viết phương trình tạo ra FeCl2 cũng là X mol luôn nha. Rồi cô giải cái hệ này. Vậy là X bằng từng này rồi. 0,06 y bằng nhân với lại 72 chia 16 y bằng 0,03. Rồi bây giờ để ra được kết quả thì như thế nào? Thì mình sẽ tính khối lượng của FeCl3 thì sẽ bằng M lớn là 56 cộng 35,5 nhân cho 3 là 162,5. Bây giờ mình nhân với số mol của FeCl3 nha. Số mol của sắt 3 cộng luôn. Cô nói lại nha, số mol của FeCl3 chính là số mol của sắt 3 cộng. Đúng không? Số mol sắt 3 cộng của mình là đây. 2y. Đó, vậy cô nhân với 2y. Y của cô là bằng 0,03. Rồi ra kết quả. Đó. Đáp án là 9,75. Chứ còn mình viết phương trình thì nó hơi dài các em. Mình bảo toàn thôi. Sắt 2 nè. Thì nó về với lại sắt 2.
sắc 3 thì nó về với lại sắc 3. Được chưa? Như vậy thì tới đây cô Hậu đã hướng dẫn cho các em hai cái dạng toán mới ở trong cái phần bài tập sắc, đó là cô nhắc lại là xác định công thức oxit sắc và bảo toàn nguyên tố sắc là hai cái dạng toán cơ bản nha, cơ bản nhất và các em bắt buộc phải nắm được trong cái phần này. Cô Hậu hy vọng là các em ôn tập bài thật là tốt, nắm và hiểu bài rõ. Nếu có gì thắc mắc thì các em cứ comment ở phía dưới và hoặc là gửi message riêng trực tiếp cho cô ha. Rồi cô Hậu xin chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em trong những clip tiếp theo.